xin chào tất cả các bạn. Năm cái yếu tố kết hợp trong cái việc mà điều trị nám da để nó đạt hiệu quả cao thì không phải ai cũng biết. Bởi vì thường là khi mà chị em phụ nữ á, bị nám thì chúng ta chỉ nghĩ rằng là chúng ta chỉ có bôi cái gì cho nó hiệu quả, hoặc là chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta đi đến spa hoặc thẩm mỹ viện chúng ta bắn laser, hoặc là chúng ta peel hay là bôi những cái hàng tái tạo thay da tại nhà, thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ có cần làm như vậy là cái nám của chúng ta nó đã mờ và nó giảm. Và chúng ta luôn luôn đi tìm nhiều nhiều cái giải pháp để chúng ta mong rằng là chúng ta cải thiện cái tình trạng nám của mình. Tuy nhiên thì rất là nhiều người không biết đó là cái việc điều trị nám để nó đạt được hiệu quả cao á, chị em phải kết hợp nhiều cái phác đồ cũng như là kết hợp nhiều cái cách lại với nhau, cả những cái cách bôi thoa, cả những cái cách peel xâm lấn hoặc là làm laser, thì chúng ta phải kết hợp nhiều thứ lại với nhau thì như vậy cái nám của chúng ta mới đạt được hiệu quả cao. Vậy trong video này thì Mỹ Duyên sẽ chia sẻ đến tất cả chị em chúng ta, vậy thì để đạt cái hiệu quả cao trong cái quá trình trị nám thì chúng ta cần kết hợp những gì, thì bây giờ Duyên cùng tất cả các bạn đi khám phá cái nội dung nhé. Cái cách thứ nhất á, để mà tăng cái hiệu quả điều trị nám á, thì chị em lưu ý rằng là đầu tiên là phải ức chế được cái sự sản xuất ra melanin cho da. Thường thì những cái dòng sản phẩm trên thị trường ngày hôm nay á, thì khi mà điều trị nám thì thường là nó sẽ làm cho cái da của chúng ta bị bào mòn, bị bong da hoặc là bị lột tẩy da. Và chúng ta nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta cứ lột từng lớp như vậy thì nó sẽ làm cho cái nám của chị em trở nên mờ. Nhưng mà ít ai biết rằng là khi chúng ta càng lột càng peel như vậy thì nó sẽ làm tổn thương da. Và khi mà làm tổn thương da thì cái da của chúng ta rất dễ bị tăng sắc tố sau đó. Và đó là lý do mà rất là nhiều người tại sao trong cái thời gian chúng ta bôi mỹ phẩm, cái hiệu quả nó đến rất là nhanh. Trong cái thời gian chúng ta bắn laser thì hiệu quả nó rất là nhanh, nhưng mà sau đó vì sao nó sẽ đậm lại, nó sẽ bị đậm lại hơn cái ban đầu luôn. Và đó là một cái tình huống mà nó làm cho nám của chúng ta ngày càng tăng, ngày càng đậm hơn, là do chúng ta bào mòn lột tẩy hoặc do chúng ta làm tổn thương da. Vì vậy cái phương pháp mà tối ưu nhất ngày nay á, tức là chị em nên nhớ là đầu tiên chúng ta phải ức chế được cái sự sản xuất ra sắc tố bằng cái việc là chúng ta chọn những cái hoạt chất như là arbutin, niacinamide hay còn gọi là vitamin B3, kojic acid, lactic acid, hoặc là những cái loại mà có thể kể đến là hydroquinone, là một cái hoạt chất mạnh nhất trong cái việc là ức chế cái sự sản xuất ra melanin. Và khi mà chúng ta bôi, chúng ta ức chế nó để làm chi? Để chúng ta giảm thiểu cái sự sản xuất ra melanin cho da. Và cái công đoạn thứ hai là chúng ta có thể kết hợp với cái việc là chúng ta lấy đi sắc tố, thì nó có những cái cách lấy đi sắc tố như sau. Cái đầu tiên đó là chúng ta có thể tự bôi thoa tại nhà bằng những cái hoạt chất mà gây bong da như là TCA, như là salicylic acid, hoặc là chúng ta có thể chọn là một số các hoạt chất như là tretinoin, có thể là bôi retinol, thì đó là những hoạt chất mà nó sẽ giúp thay da, tái tạo da và làm bong cái lớp da. Và khi mà chúng ta làm bong cái lớp da như vậy thì nó cũng làm cho cái nám của chúng ta mờ. Và các bạn nhớ nha, ban đầu là chúng ta phải ức chế được cái mentirosinat tạo ra sắc tố. Cái bước thứ hai là chúng ta sẽ làm cho cái da, những cái lớp da mà nó mang sắc tố nó được bong ra một cách từ từ và nhẹ nhàng để nó không có làm tổn thương cho da. Và làm sao cái việc mà điều trị nám á, chị em lưu ý rằng là chúng ta phải điều trị trong một cái thời gian dài, đủ dài, chứ không phải là chúng ta mong rằng là chúng ta bôi trong 2-3 tháng là nám của chúng ta hết hẳn. Cái điều đó nó rất là khó. Vì vậy cho nên cái việc điều trị nám á, chị em phải nên kiên trì và tuân thủ, và cũng như là chúng ta thực hiện nó một cách đều đặn trong vòng vài năm thì chúng ta mới có cái khả năng là kiểm soát được cái nám. Một cái phương pháp nữa mà nó giúp cho chị em lấy đi cái sắc tố nám đó là laser toning. Thì chị em cũng biết rằng là laser ngày nay nó có rất là nhiều loại, nhiều dòng trên thị trường. Tuy nhiên thì khi mà điều trị nám da thì chị em nên chọn cái dòng laser toning với cái bước sóng xung kép đồng nhất, thì nó sẽ làm vỡ những cái mảng nám ở dưới da của chúng ta ra. Và sau khi nó vỡ ra thành những cái mảnh li ti ấy, thì nó sẽ được cái hệ bạch huyết của chúng ta đào thải ra bên ngoài theo cái tuyến mồ hôi, và lúc này cái nám của chị em mới mờ đi. Vậy thì Duyên xin nhắc lại là cái việc mà chúng ta ngoài cái việc ức chế thì chúng ta lấy đi cái sắc tố bằng cái phương pháp bôi thoa với những cái hoạt chất mà Duyên vừa trình bày, đó là tretinoin, retinol, kojic acid hoặc salicylic acid hoặc là glycolic acid, thì chúng ta sẽ lấy đi sắc tố. Ngoài ra thì các bạn vẫn có thể chọn cái laser toning để chúng ta có thể làm vỡ cái nám, và đây cũng là một cái phương pháp để chúng ta có thể lấy đi cái sắc tố nám trên da của chúng ta. Một cái cách kết hợp thứ ba nữa là chị em lưu ý rằng là để nó đạt được cái hiệu quả cao trong cái quá trình trị nám thì chúng ta không thể nào mà chúng ta để cho da chúng ta yếu được. Vì vậy cho nên cái
việc mà chúng ta dưỡng da như thế nào để phục hồi, để mà nuôi dưỡng lại những cái tế bào da của chúng ta, giúp da của chúng ta khỏe. Thì sau khi mà da của chúng ta khỏe thì cái nám của chúng ta nó sẽ đỡ cái hiện tượng là tái nám lại. Vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta nuôi dưỡng phục hồi bằng những hoạt chất phục hồi mạnh như là HA hay còn gọi là hyaluronic acid nè, hoặc là vitamin B5, hoặc là niacinamide, tế bào gốc, đó là những cái hoạt chất mà nó giúp nuôi dưỡng và phục hồi cái làn da của chúng ta trong quá trình và sau khi quá trình điều trị nám. Kem chống nắng là một trong những cái bước mà không thể nào chúng ta bỏ qua, cho nên là với những chị em nào mong muốn hết cái tình trạng nám của mình thì hãy lưu ý là hãy sử dụng kem chống nắng đầy đủ từ 2 đến 3 lần, có thể 4 lần nếu mà chị em ra ngoài nắng nhiều. Thì cái việc mà sử dụng kem chống nắng đầy đủ như vậy nó sẽ ngăn cản cái sự tác hại của tia UV, bởi vì tia UV là một trong những cái kẻ thù, nó sẽ giúp cho cái sự tăng sinh melanin ở trên da và lúc này nó sẽ làm cho cái nám của chị em dễ bị tái nạ lại nếu mà chị em đã điều trị thành công, hoặc là nó làm nám chị em đậm lên nếu mà chị em không điều trị. Nên cái việc mà chúng ta sử dụng kem chống nắng đầy đủ hàng ngày thì nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ cái làn da của chúng ta trước những cái tác hại của tia UV có thể gây nên cái tình trạng là nám của chúng ta ngày càng đậm hơn. Cái yếu tố tiếp theo mà có thể giúp cho cái tình trạng nám của chị em cải thiện và tăng cái hiệu quả điều trị nếu chị em đang trong cái giai đoạn điều trị, đó là cái chế độ ăn uống. Duyên biết rằng là có rất là nhiều người chỉ nghĩ rằng là khi mà bị nám thì tôi chỉ có đi tìm các cái giải pháp trị nám, tôi chỉ đi mua những cái bộ sản phẩm có thể là đắt tiền hoặc có thể là bình dân để tôi về tôi bôi là tôi hy vọng rằng nám của chúng ta đã hết rồi. Nhưng mà mọi người không biết rằng là cái chế độ ăn uống cũng như là cái dinh dưỡng nuôi dưỡng cái cơ thể mình nó rất là quan trọng. Đối với một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ, khoa học và hợp lý thì nó có thể nuôi dưỡng những cái tế bào trong cơ thể. Ngoài ra thì nó cũng sẽ cung cấp cho làn da của chúng ta cái độ căng mượt này, cái sức phục hồi này, cũng như là cái sức đề kháng cho da của chúng ta, nó hỗ trợ rất là lớn trong cái vấn đề điều trị nám da cho chị em. Cái yếu tố nữa mà nó giúp cho cải thiện cái tình trạng nám nhanh cho chị em đó là cái chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ. Bởi vì là khi mà Duyên làm việc trong cái lĩnh vực chăm sóc da này, Duyên gặp rất là nhiều chị em phụ nữ bị nám mà làm rất là nhiều ngành nghề. Và Duyên thấy có một điều rằng là có nhiều chị em đang bị nám mà làm cái công việc mà căng thẳng stress kéo dài thì lúc này cái nám nó sẽ cải thiện rất là chậm. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta bị stress đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thần kinh, và lúc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái giấc ngủ nè, chúng ta căng thẳng nè, và nó sẽ làm cho cái nội tiết tố ở nữ giới nó có cái sự rối loạn, mất cân bằng, và nó làm cho cái tình trạng nám của chị em trở nên nặng hơn. Vì vậy cho nên là chị em nếu mà muốn có được cái kết quả trong cái quá trình điều trị nám á, thì chị em hãy lưu ý rằng là hãy điều tiết cái công việc của mình nè, để giảm những cái áp lực nhiều trong công việc hoặc là làm cho chị em bị stress trong một cái thời gian dài. Và một cái điều cuối cùng nữa mà Duy muốn chia sẻ để giúp cho chị em có thể là tăng cái hiệu quả điều trị nám, hoặc là có thể là ngăn ngừa cái nám tái lại, hoặc là ngăn ngừa cái nám xuất hiện cho da của chị em, đó là chị em hãy hạn chế ra nắng. Bởi vì một số người là vì là cái điều kiện công việc ra nắng nhiều cho nên dẫn đến là da của chúng ta bị tăng sắc tố. Và có nhiều người nghĩ rằng là ồ, đó là cái công việc chính của chị kiếm tiền nhờ cái công việc đó thì làm sao mà chị có thể hạn chế ra nắng được. Thì thật ra là yếu tố hạn chế ra nắng là các cái chuyên gia, các cái bác sĩ người ta khuyên chúng ta là tuân thủ như vậy. Nhưng mà nếu mà công việc của chị em nó không thể nào mà chị em có thể là giảm cái việc mà chúng ta đi ra nắng nhiều thì chị em có thể là tìm những cái phương pháp mà chúng ta có thể che chắn nè, bảo vệ cẩn thận hơn, kỹ hơn những cái người khác, người ta làm việc trong cái văn phòng mát mẻ hơn. Vì vậy cho nên là Duyên rất là hy vọng rằng là trong những cái nội dung mà Duyên vừa chia sẻ thì sẽ giúp cho chị em, thứ nhất là tăng cái hiệu quả điều trị nám nếu chị em đang tham gia liệu trình điều trị nám. Còn nếu mà chị em đang bị nám mà chúng ta chưa đi điều trị thì cái việc này á, những cái việc mà Duyên vừa chia sẻ nó sẽ giúp cho chị em ngăn cản bớt cái sự phát triển của nám trong tương lai của chị em. Còn ngoài ra với những người chưa bị nám thì rất là tốt khi mà chị em tuân thủ những cái điều mà Duyên vừa chia sẻ, bởi vì như vậy nó sẽ ngăn ngừa cái nám tái phát cho chị em. Và Duyên rất là hy vọng rằng là với những chia sẻ này sẽ giúp cho chị em chúng ta, những người phụ nữ ngoài 30, ngoài 40 mà đang bị nám hoặc là nám nặng, nám nhẹ gì đó, thì khi xem cái video này chị em sẽ biết nhiều hơn về cái bệnh lý cũng như là những cái điều tiếp trong quá trình điều trị như thế nào. Nếu mà chị em nào đang gặp những cái khó khăn trong cái việc là chọn sản phẩm, chọn công nghệ và không biết cách nào có thể giảm được cái nám của mình thì chị em có thể inbox qua cho Duyên nhé. Có thể để lại cái phần bình luận ở bên dưới cái video này thì đội ngũ của Mỹ Duyên sẽ tương tác cũng như là tư vấn nhiệt tình cho chị em để giúp chị em có thể cải thiện cái tình trạng nám da của cho mình nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.